Chào mừng tất cả mọi người đến với channel của mình và mình là Linh Te. Ở video trước mình đã giới thiệu với mọi người 5 tips giúp quay phim trên điện thoại sao cho mượt mà và ít rung lắc nhất có thể. Ở video này mình muốn nói tới một loại thiết bị được quay phim sử dụng rất là nhiều hiện nay, đó chính là Flycam. Và chắc hẳn có rất là nhiều người có ý định mua một chiếc Flycam để phục vụ nhu cầu quay phim, mà thị trường hiện tại có rất là nhiều loại Flycam có giá thành và chất lượng khác nhau. Thế nên để lựa chọn được chiếc Flycam tốt, phù hợp với nhu cầu của bản thân, đó là một sự lựa chọn khá là khó. Đối với mình cũng vậy, mình là một người đam mê làm phim và cũng như làm phim dịch vụ. Thế nên một chiếc Flycam là một thiết bị cực kỳ quan trọng mà không thể thiếu. Vì thế, mình muốn giới thiệu với mọi người 5 lý do khiến mình thực sự hài lòng khi sử dụng con Mavic Air trong việc quay phim dịch vụ và cũng như tất cả các thể loại video khác. Điều đầu tiên mình muốn nói tới đó là về kích thước của con Mavic Air. Mình bắt đầu quay phim dịch vụ được khoảng nửa năm nên lượng khách hàng của mình cũng chưa được nhiều, và mọi việc từ quay phim, bay flycam cho đến edit đều chỉ một mình làm. Thế nên là mình ưu tiên sử dụng những cái thiết bị nhỏ gọn, dễ dàng mang đi, và vì thế kích thước của con Mavic Air là một sự lựa chọn tốt nhất. Con Mavic Air có kích thước chỉ bằng 1/2 của con Mavic Pro, thậm chí nó còn nhỏ hơn con DJI Spark khi gập 4 chân lại. Và kích thước nhỏ ở đây không có nghĩa là kháng gió kém, nó chỉ kháng gió kém hơn con Mavic Pro một chút. Nhưng theo mình, với cái kích thước nhỏ này thì cái sức kháng gió của con Mavic Air quá là tuyệt vời. Điều tiếp theo mình muốn nói tới đó về chất lượng video của con Mavic Air. Con Mavic Air có thể quay phim lên đến 4K ở 30 frame hình trên giây, 60 frame hình trên giây ở 2.7K và làm slow motion ở Full HD. Chất lượng video này ngang với con Mavic Pro, thậm chí mình nghĩ thì con Mavic Air nó còn tốt hơn ở chỗ đó là video của con Mavic Air có cái độ cân bằng trắng tốt hơn. Cái màu sắc trắng ở trong video của Mavic Air nó thật hơn, cho nên là việc hậu kỳ video nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Và con Mavic Air được trang bị gimbal 30, thế nên là những cái footage của nó cực kỳ mượt mà và không hề rung lắc. Điều tiếp theo mà mình thực sự rất là thích Mavic Air đó là bộ nhớ 108GB của nó. Mình thì là một người trí nhớ không được tốt. Trước khi đi quay phim thì mình phải chuẩn bị máy ảnh, chân máy, gimbal, pin, đèn đóm các kiểu. Thế nên là đôi khi mình sẽ quên mất việc chuẩn bị thẻ nhớ cho con Flycam. Và chính những lúc như vậy thì cái bộ nhớ trong 8GB của Mavic Air là một cách cứu cánh cực kỳ tốt. Với 8GB thì mình có thể quay được khoảng 10 phút 2.7K. Và đối với mình như vậy là quá đủ. Điều thứ tư mình muốn nói tới đó là tính năng của con Mavic Air. Thì con Mavic Air là một con Flycam rất là thông minh. Nó có nhiều chế độ bay quick shot khác nhau, như chế độ bay quanh một điểm, rocket, hay là chế độ active track đi theo vật thể. Và con Mavic Air được trang bị cảm biến ở trước, sau và cả ở dưới bụng. Thế nên là con Mavic Air có thể bay tiến, bay lùi mà không lo đâm vào bất kỳ một vật cản nào. Và với cảm biến như vậy thì con Mavic Air có khả năng bay tránh vật cản, không như con Mavic Pro. Khi gặp vật cản, con Mavic Pro sẽ đứng yên tại chỗ và không bay tiếp. Nhưng đối với con Mavic Air, khi gặp vật cản nó sẽ bay lên trên, xuống dưới, sang trái, sang phải và tiếp tục bay tiếp. Chính vì chức năng này nó hỗ trợ mình rất là nhiều trong việc quay những cái shot hình độc đáo và đặc biệt. Và theo mình thì với một video dịch vụ có một vài shot hình độc đáo như vậy thì sẽ nâng cái giá trị của video đó lên. Và điều cuối cùng mình muốn nói tới đó chắc chắn là giá của con Mavic Air. Giá của con Mavic Air bản combo có 3 pin và thêm nhiều phụ kiện khác nó còn rẻ hơn bản đơn của con Mavic Pro 2-3 triệu. Chính vì giá của con Mavic Air là thấp hơn con Mavic Pro, thế nên nó sẽ bù lại cái thời lượng bay. Thời lượng bay của con Mavic Air là tầm 18 phút từ lúc cất cánh cho đến lúc hạ cánh, so với con Mavic Pro thì ít hơn khoảng 4-5 phút. Thế nhưng với cái giá cả như vậy thì chúng ta có thể bỏ ra thêm 2-3 triệu và mua thêm 2-3 cục pin cho con Mavic Air. Như vậy thì cái thời lượng bay của Mavic Air nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Theo mình nghĩ, trong một ngày mà bay hết 4-5 cục pin như vậy là quá là nhiều. Và hy vọng khi xem xong video này thì những người đang có ý định muốn mua một chiếc Flycam để sử dụng sẽ có một sự lựa chọn nữa. Và nếu như mọi người thấy video này của mình hay và có ích, hãy ủng hộ cho mình một like và một subscribe, cũng như ấn chuông thông báo để đón chờ video tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.